chào chú. Ủa, cái ly nước của tôi đâu rồi? Bà có biết không? Ly nước nào ở đây? Trời đất ơi, tôi kêu ly nước ở đây. Rồi tôi đi nhà vệ sinh tôi ra sẽ mất ly nước. Là hiểu là chỗ này là có người ngồi rồi. Chú qua chỗ khác chú ngồi đi. Tôi vô đây là tôi chả thấy cái ly nước nào ở đây hết. Tôi thấy bàn trống là tôi ngồi. Mà hơn nữa nói cho chị biết là cái bàn này tôi đã đặt rồi nha. Chàng ơi nè, đừng có nói như vậy. Kỳ cục lắm, cái bàn này ta đã ngồi trước, ta đã đặt rồi. Nhưng mà tại vì người ta đi nhà vệ sinh, người ta giải quyết thì mình phải lịch sự. Có cái ly nước ở đây là biết người ta ở đây, thì sao dẹp của người ta rồi bây giờ nhà không nhận là sao? Sao chị kỳ quá à. Bây giờ chị đi tới đây mà chị thấy đã có khách ngồi thì đi qua cái bàn khác ngồi. Tại sao lại chị phải ở cái bàn này, đòi cái bàn này cho được làm sao? Cái bàn người ta đã hẹn rồi thì tất nhiên ta phải ngồi cái bàn này. Tại sao thiếu chỗ, sao chú không qua đó chú ngồi? Ủa thì cái bàn này tôi cũng hẹn rồi mà. Nhưng mà tôi là người tới trước. Lịch sự đi. Tôi có thấy đâu. Ai lịch sự? Chị mới là người không lịch sự á. Tức quá, vậy là chiếu xuống camera đi. Ai tới trước? Ai kêu nước? Ở ly cái nước của tôi đâu? Mà tôi vô đây tôi đâu có thấy. Chị cứ nói cái ly nước hoài làm sao? Bây giờ chị muốn cái gì chị nói đi. Bây giờ tôi nói nghe là cái chỗ này tôi đã đặt trước. Phụ nữ người ta nói chuyện nhỏ nhẹ thì chú đi qua bà khác đi. Thiếu gì bà sao không ngồi? Mà tự nhiên một hai ngồi cái bàn này. Đó, phải giờ rồi. Cái giọng chị nhỏ quá, nhẹ quá ha. Trời đất ơi, phải đẹp mà nhây tôi cũng không nói nữa. Ý nói là sao? Cái gì đẹp mà nhây là sao? Tôi không có nhây. Đàn ông đàn ái gì kỳ cục vậy? Không có ga lăng cái phụ nữ là sao? Chị nói là bàn này chị đặt rồi. Đúng rồi. Mà bàn này tôi cũng đặt rồi. Ừ? Chà. Đặt rồi hả? Ừ. À, bà đừng nói bà là phi phụng nha. Không, tôi không phải là phi phụng mà tôi là má của con Phụng. Má tôi nghe nó bạn trai của nó đó, nghe quen nhau mấy tháng nay rồi. Bây giờ hẹn họ ở đây nè. Trời đất ơi, thì tôi mới ngồi tôi ra trước tôi coi thử cái bạn trai nó như thế nào. Chính là phong độ lịch sự lắm, chứ đâu có dè. Ê, dè sao? Đừng có nói đây là Vũ Thanh đó nha. Trời ơi, Vũ Thanh là con trai của tôi. Ôi sao mà cha nào thì con nấy. Làm sao? Nghĩa là tôi không có muốn cho con gái tôi quen với mấy người. Ý, chắc tôi muốn con trai tôi quen với con gái bà quá. Đàn ông là ai vậy, không có lịch sự gì hết trơn rồi à. Phụ nữ ta nói nhỏ nhẹ thì nhường cho người ta đi. Trời đất ơi. Đây nè, tôi chỉ lịch sự với những phụ nữ đẹp thôi. Chắc đây là phụ phải phải phụ nữ đẹp. Thái độ vậy là sao? Thái độ vậy là sao? Thái độ bây giờ tôi nhìn đó, tôi phải nhắm hết một con mắt. Tôi không dám dòm chị luôn. Trời ơi, bà xí, chắc tôi không biết xí à. Trời ơi, đàn ông đàn ai gì mà nó nhây còn hơn là... Ai nhây? Bà ông với nhây. Ai? Tôi bà sao? Nhây, tôi sao? Bà quá nhây. Nè, đúng ra là bà đi trước rồi. Thôi được rồi. Ha, bây giờ trời định đi. Định tôi gì? Với bà nè. Quảnh tù tì, ai thua thì người đó phải rời khỏi cái bàn này. Chấp nhận, nhớ chấp nhận. Nha. Bà phải nhớ nha chưa? Mẹ ông nói nghe, chơi là chịu nghe. Được rồi. Chưa? Bắt đầu. Một, hai, ba. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Cái này là cái kéo. À, cái kéo. Bà ra cái bao. À, như cái tên tôi cái bao nè ha. Cái kéo lục, cái bao nó bao nguyên cái kéo rồi. Lấy gì cắt. Quê. Đừng lợi dụng thời cơ nha. Trời ơi, lợi dụng cái gì? Tôi nói chuyện với ông, có người ông có lịch sự. Trời đất ơi. Em ơi, cho hai ly nước cam uống cho đã tức coi. Ôi, hai ly hả? Cho ba ly đi. Cho năm ly. 10 ly. Trời đất ơi. Trời đất, làm cái gì? Hả? Hôm nay là ngày khai trương ạ, xin anh chị lịch sự giùm cho ạ. Thì tôi biết rồi, bây giờ tôi mới kêu nước uống nè. Anh đi, tôi kêu nước đàng hoàng. Cho tôi 10 ly. Trời ơi, 12 ly. Tôi bao nguyên một ngày hôm nay luôn. Ê, nói là phải giữ lời nghe. Nè còn tôi bao ngày mai luôn. Ngày mốt tôi bao luôn, bao nguyên tuần luôn. Hết chịu hết nổi với bà này. Làm sao chịu nổi? Trời, trời ông đi tới đâu tôi tới đó à. Trời ơi. Thôi đi vô trong được rồi, cứ kêu đem nước mà bưng lên tôi đi. Người ta kêu nước, cứ đem nước ra đi. Trời ơi, đang gây lộ mình tự làm cắt ngang cái nguồn cảm hứng của người ta nè. Tự nhiên là đang gặp. Hả? Gây tiếp. Bây giờ muốn gây cỡ nào? Tôi cũng không kêu ông. Ông xin muốn gì? Bà thích cỡ nào tôi chiều cỡ đó. Tôi cũng đâu có ngán ông. Bây giờ bà muốn cái gì? Ông muốn gì tôi chiều cái đó. Bà nói bà nhớ ra chưa? Tôi nói tôi giữ rồi. Bà ngon bước ra đây. Ông ngon bước ra đây. Tôi chiều bà luôn. Sợ mà. Xin lỗi bà sao nha. Sao cái gì? Hả? Tôi gặp chung tôi là tay ngắn này nhưng mà tôi cũng không sợ ông đâu. Ông muốn gì tôi muốn cái đó. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Đây là lần nhục nhã đầu tiên của tôi. Chưa bao giờ mà nói chuyện gì mà đến phải người ta mời lên đây nói chuyện hết trơn. Cũng do bà không nè.
Thôi đó, bà đừng có nhây. Ông là dây hay dễ đất á? À dây, bà dây. Ông dây chứ ai dây. Bà dây á. Ông dây, ông dây. Bà dây. Hai con chú trật tự. Hai con chú con xin giấy tờ tùy thân. Đây. Phiền phức thiệt. Cô là Nguyễn Thị Phi Phụng, 1957 đúng không ạ? Đúng. Còn chú là Nguyễn Vũ Thanh, sinh năm 1959 đúng không ạ? Đúng rồi. À, thì ra mấy tháng nay là nhắn tin với bà đó đúng không? Bao lâu nay là tôi nói chuyện với ông đó hả? Trời ơi, duyên dáng dễ thương tề gia nổi trợ. Công dung ngôn hạnh là đây sao trời? Còn hơn ông. Sao? Trẻ trung lịch lãm phong độ là đây hả? Nhìn muốn yeah. Đúng là quen qua mạng. Ảo thấy sợ. Lại mang những ngày tuổi thanh xuân bùng cháy, rộn vang tiếng cười luôn sẵn sàng sống bừng sức xuân. Va na 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 na, va na 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 na, để ngày mới luôn rực cháy cùng va na. Va na 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 na. Na 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 na. Trời đất ơi, có em đây chị xả cái gì bực tức coi. Sao vậy, có chuyện gì mà chị bực tức dữ vậy? Trời ơi, chị tức quá, chị qua đây chị kể cho em nghe đi. Chị xả hết cái bực tức này. Trời ơi, chị bình tĩnh, bình tĩnh. Có gì chị cứ chia sẻ hết với em. Chắc chắn là em sẽ giúp được cho chị. Em cũng biết là bữa nay đó chị hẹn cái người mà quen trên mạng đó, nói chuyện qua nói chuyện lại, rồi nhắn tin qua lại đó. Trời ơi, nói vậy chị Phụng của em đã chịu mở lòng rồi đúng không? Hay quá, hay quá. Nhưng mà chị nói cho em nghe, ảo lắm. Ảo là sao? Trời ơi, không đúng như trong đúng như là trong lòng mình nghĩ, hiểu chưa? Trời ơi, thiệt tình. Rồi cái hai người gây qua gây lại, gây đến lên công an phường luôn. Trời đất ơi, nhục dễ chị sợ quá. Mà em nói thiệt á, hồi đó giờ em nói chị rồi, mấy cái chuyện mà quen trên mạng đó nguy hiểm lắm. Ở không vậy? Có đúng như mình nghĩ đâu. Thì đó, bởi vì chị bực quá, mà chị kể cho em nghe nè. Thôi, bây giờ chị đã chịu mở lòng là em Hạnh sẽ có cách giúp chị liền. Cái gì? Cái gì? Để đó cho em.